thấu chân. Chào mọi người, thì năm nay Mai KD2 thì cũng thay chương trình của công ty đó là trang trí Tết Tù Rung. Thì mọi người có thể thấy là trên một ngày trang trí có gần những cái hoa cây đào gặt cúc đó, nhưng mà đặc biệt nhất là cái mâm bông quả này. Thì như bạn thấy thì đây là cái mâm bông quả của Mai KD2 đã chuẩn bị đó, bao gồm những cái quả như thế này. Thì ý nghĩa của những cái quả này thì nếu mà nhìn được các bạn sẽ biết đó là cầu dừa đủ qua chỉ tiêu đó, rất là ý nghĩa đối với năm nay 2024 của mình. Thì năm 2024 thì Nguyên cũng như toàn thể nhân viên của MKD2 xin kính chúc các cấp ban lãnh đạo và các nhân viên anh chị có một năm thật nhiều sức khỏe, thịnh vượng, và quan trọng nhất là doanh số lúc nào cũng tăng vèo vèo.